Liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào ngày 31 tháng 8, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy là bé trai đã tử vong. Bé trai 3 tuổi là nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đám cháy và được chiến sĩ Trần Văn Quỳnh sơ cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sáng nay cháu không qua khỏi. Trước đó, tối 31 tháng 8 khi vụ cháy xảy ra, thấy 3 người còn kẹt bên trong, anh Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988 ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, đã lao vào cứu ba mẹ con thì bị điện giật tử vong. Được biết, gia đình anh Đốn có hoàn cảnh khó khăn. Anh Đốn có vợ làm nghề thợ may và 2 con nhỏ, một học lớp 7 và một học lớp 5. Và chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo thành phố Phan Thiết đã đến thăm hỏi, động viên với gia đình, đồng thời tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương hành động quên mình cứu người của anh Nguyễn Hữu Đốn. Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn. Ngày 2 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định số 1011 truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng vì đã có hành động dũng cảm hy sinh cứu người dân bị đuối nước vào chiều qua 1 tháng 9. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ.